Bạn muốn kinh doanh trên TikTok mà chưa biết bán sản phẩm gì, dễ bán lái cao, bạn chưa biết nguồn hàng ở đâu có chất lượng tốt, giá rẻ, thì đây chính là video dành riêng cho bạn. Bạn hãy thực hiện theo 5 bước sau để tìm ra những sản phẩm vốn ít, lái cao, dễ bán. Bước 1, vào TikTok Shop, ấn nhập. Kéo xuống phía dưới sẽ ra là Thịnh Hành. Ở đây là top những sản phẩm đang bán chạy nhất ở trên TikTok Shop. Sau đó bạn vào phần cảm hứng sáng tạo video. Đây là những video bán hàng hiệu quả nhất trên TikTok Shop. Thứ hai, chúng ta sẽ tìm những sản phẩm đang hot nhất trên TikTok ở trên thế giới bằng cách như sau. Gõ từ khóa TikTok Made Me By It viết liền nhau. Hiện ra rất nhiều cái sản phẩm. Đấy, rất là hot hiện nay. Thì bạn vào đây bạn xem sản phẩm có gì đặc biệt, cách họ quay video như nào. Thứ hai, bạn gõ từ khóa là Amazon Bedfin sẽ ra rất nhiều video của các sản phẩm cũng rất là hot hiện nay. Thứ ba, bạn lên app 1688.com, bạn tìm kiếm hình ảnh. Hình ảnh này chính là cái sản phẩm bạn vừa tìm kiếm dựa vào hai tag bên nước ngoài kia. Có rất nhiều mức giá khác nhau, chuẩn tính là 20 tệ đi. 20 tệ tính là tiền về đến Việt Nam là 80.000 một sản phẩm. Bước thứ tư, các bạn lên các sàn thương mại điện tử của Việt Nam cũng tìm kiếm hình ảnh tương tự như vậy. Sẽ ra được cái mức giá đang bán hiện tại. Tối thiểu là 188.000, nhập 80.000, bán 188.000 cũng lời tối thiểu 100.000, còn nhiều shop bán lái cao hơn. Bước thứ năm, không nên vội vã nhập một số lượng hàng lớn về để ôm rủi ro. Bạn có thể làm đơn giản như sau, đó là đặt một số hàng mẫu ở trên 1688, đặt hàng mẫu tại các sàn thương mại tử Việt Nam, sau đó lấy hình ảnh, lấy video chạy quảng cáo xem tình hình như thế nào. Nếu có nhiều người mua, bạn có thể thu tiền trước của khách hàng, sau đó lấy tiền đó nhập hàng hoặc mượn tiền ở đâu đó nhập hàng về, như vậy không có rủi ro.